Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây máy cắt cỏ nha. Đây, mà cái cắt cỏ này nó đến từ thương hiệu của Zenwatt Komitsu. Và nó có cái tên riêng là CZE261H các bạn. Cái Zenwatt Komitsu ha. Đây các bạn nhìn xem. Zenwatt Komitsu ha, máy in ra bạn. Tình trạng máy rất là đẹp các bạn. Nó thuộc hệ đề nha các bạn. Máy này máy có đề. Zenwatt Komitsu 26 các bạn. Máy có đề. Các bạn quan sát chi tiết nó xem. Rất là đẹp ha. Bộ lửa này trắng tinh luôn. Giật giật rất là đẹp ha. Nó chạy một cái chế quạt khí quanh rồ nha các bạn. Chế quạt khí quanh rồ, nắp xăng loại này là nắp xăng có lỗ thông hơi nha, mà rất là đỉnh luôn. Nắp xăng có lỗ thông hơi, chế quạt khí quanh rồ rất là đẹp các bạn. Cho các bạn xem chế quạt khí quanh rồ, nó đặt nằm ngang các bạn. Cái chế quạt khí quanh rồ này nó nằm ngang, nằm đứng, nằm kiểu nào nó cũng chạy bình thường hết nha các bạn. Nó để chế quạt khí nằm ngang để nó bơm xăng cho dễ nè. Đưa tay vô bơm xăng ở đây ha. Ở đây e gió đây ha. Đây, e gió nè. Các bạn có thấy rõ không? E gió nó. Rồi để mình gáp cho. Chế quạt khí quanh rồ nè, các bạn nhìn xem ha. Cái dây gà của nó có chút xíu, nó mạnh dướng luôn các bạn. Cho nên nó lên rất là dễ là lên gà, xuống gà. Nó không có bị khi nào nó bị kẹt cái dây gà. Rất là ngon. Gạp cái chụp bồ vô ha. Nó gạp chụp bồ xong rồi nó... Đó, đưa cái nấm mồi mồi mày, mình đưa tay vô đây ha. Còn cái e gió nó nằm đây ha. Đưa tay vô mình bật e gió ha. E gió đây đóng mở. Ở đây nó có chỉ thị được các bạn đây, ha. Chỉ thị đây, qua đây là đóng nè, qua đây là mở ha. Đó, e gió nè các bạn. Mình nhắc lại nha, nó thuộc hệ máy đề nha các bạn. Nhưng mà ở đây là pin nó chai hết rồi. Mình không có tính cái đề, mình chỉ giật nổ thôi ha, không có tính đề. Đây, hệ thống đề nó đây, dây của nó nè, dây xúc kết, dây ga rồi, rất là đẹp ha. Dây đều nhật ha, cùng ở đây, tay nắm phía trái đây các bạn, tay nắm phía phải ha, tay nắm phía phải có công tắc đây ha. Cái này on off thì nó đề thì chữ nhật không à các bạn. Này, để chữ nhật không. Đây xuống đây là tắt nha. Xuống đây có chữ này nè. Các bạn nhìn xem ha. Lên đây là mở nha. Tay ga nè. Tay ga khi mình để ga nhỏ ha, là nó đưa cái nút đề ra cho mình đề ha. Khi mình lên ga lớn là không có bít cái nút đề, không có đề được. Cái đó là nhà chế tạo nó cố tình nó làm đó các bạn. Ha. Bít nút đề ha. Đây mở. Để ga nhỏ thì mới đưa cái nút đề ra ha. Đây là cái cục pin ha. Màu trắng này là cái cục pin của nó các bạn. Dây ga, tay ga rất là đẹp luôn ha. Cái dây rút nhịp luôn. Tên của nó đây. CZE261H ha. Cỏ nó đây, cùi nó đây, cùi rất là ngon các bạn, cùi có trong nhín cỏ ha, cùi trong nhín cỏ, cùi cơm á các bạn, ở dưới đây cục có trống mài mòn ha, đây trống mài mòn nguyên khối nè, rất là ngon, xài nó rất là bền các bạn, đấy trống mài mòn nguyên khối ha. Đây, tổng thể cái máy đây các bạn đẹp, tay ghi đông điều khiển của nó có bên ngắn bên dài ha,
mình phải trái nó dài hơn để mình gặt cho nó mạnh ha. Cắt mấy thế hệ mới nó hay để mình ngắn mình dài các bạn. Hình dạng rất là đẹp. Nó đặc biệt là cái chụp giật này nó trợ lực nha các bạn. Giật rất là dễ nổ luôn. Tại vì mẹ máy hệ thống đề cho nên nó làm cái dây giật rất là đơn giản ha. Mà cực kỳ bền các bạn ha. Đây. Đây, nắm nó đây. Và để mình khởi động cho các bạn xem ha. Đầu tiên mình phải nhớ mở công tắc nha các bạn, bơm xăng ha, đóng e ha. Cho nó lên xăng mình giật nó sặc lên một tiếng thì mình mở e ra, mình giật tiếp thì nó nổ ha. Còn bây giờ là hiện giờ nó đang đã lên xăng rồi, mình kéo là nó nổ thôi ha. Rồi để mình giật cho các bạn xem. Tắt nha các bạn. Tắt ha. Giật nổ nha. Em bé giật cũng nổ nữa các bạn. Giật nổ nha. Em bé giật cũng nổ nữa các bạn. Đây. Giật nổ nha. Hình như là dòng Komatsu là nó lẹ, dòng tua nó lẹ nhất các bạn. Cái tiếng hét của nó rất là dữ luôn. Các bạn nghe kỹ nha. Rất là êm luôn. Riêu luôn ha. Quay rất là chậm ngừng ha. Đấy. Này nha các bạn, nó rất là bền luôn, các bạn xài không có biết hư ha, rất là bền luôn, mình để con bài đây mình lãi rất là thuận lợi luôn ha. Rồi, cái video mình giới thiệu cây Zenwatch Komatsu hệ đề đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.